Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Một đời phước phận giàu sang, đôi tay gây dựng giang sơn huy hoàng, sinh thời nhung lụa bạc vàng, đại tài phú quý an khang phát tài, chắc chắn kết trái lộc sai, nói về tài trí chẳng ai sánh bằng. Thần tài ban lộc, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng năm âm lịch 2024, đủ lộc phát tài trúng lớn, đổi đời giàu sang sung sướng, nếu biết bí mật này. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, mỗi người sinh ra đều có số mệnh của riêng mình. Và ai trong chúng ta cũng đều biết và cảm nhận được luật nhân quả. Ai làm nhiều điều tốt, luôn nghĩ về những lợi ích chung, luôn tích phúc, tích đức cho mình và cho con cháu, thì sớm muộn gì cũng thu về những trái ngọt. Có một chân lý đó là, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Mới đây nhất, theo luận giải của các bậc thầy tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là số ít người bền bỉ, kiên cường và nghị lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, bước sang tháng năm âm lịch 2024 này, tuổi Mậu Thân sẽ có số hưởng, dù là đang nợ nần, khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì từ nay trở đi chắc chắn sẽ được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ hanh thông, suôn sẻ và ổn định hơn, tương lai chắc chắn sẽ nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Và ngay sau đây, xin mời hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận trình tử vi chi tiết tháng năm âm lịch trên các phương diện cuộc sống của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong video ngày hôm nay, quý khán giả nhé. Trước khi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh Thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may, là người hiền lành, có chí học hành, thông minh, năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận, mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ. Họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa,
lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng, bởi vậy nên lỡ mất nhiều cơ may phát tài, tự tôn, tự ái cao. Tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn, đầy đủ, mà được chăng hay chớ, thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh, tài trí của họ thường thể hiện rõ nét. Trong quá trình học tập, họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội. Vì thế, họ luôn cần cù, hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ, chuyên tâm. Nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ. Tính tình cởi mở, lạc quan, dí dòm, năng nổ, nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư, vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa, nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm. Họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận, vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn, họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ. Trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Theo tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc, họ là một người chăm chỉ, cẩn thận, vì thế, sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân là người thông minh, thanh tú, hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo, cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên khiến mọi người luôn ngưỡng mộ. Họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao. Họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt, nếu ai đắc tội với họ thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn nhưng được thịnh vượng, gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa đỉnh đạt, do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ. Họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vả người khác. Vì thế, có khi phải sống trong cảnh khó khăn. Khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải. Thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được. Vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường, bền chí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là Thiên Khắc, địa sinh như hỏa tàng nguy hành. Hướng tốt là hướng chính nam và chính bắc. Hướng xấu là hướng đông và trung cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Xem tử vi cho thấy,
Bước sang tháng 5 âm lịch, thầy Tử Vi nhận định rằng đây sẽ là thời điểm vận trình của tuổi Mậu Thân biến động mạnh, hung cát khó lường, có thể bước đầu nhiều khó khăn sẽ ập đến với con giáp này, đòi hỏi bạn phải thực sự cố gắng vươn lên, chớ nên nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Nếu bản mệnh bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể. Dưới ảnh hưởng của sao bệnh, con giáp này thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm việc, thái độ làm việc đối phó, làm cho có thể khiến bản mệnh mắc phải những lỗi sai đáng tiếc. Hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Đồng thời, nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình, thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Công việc làm ăn cũng vướng phải nhiều khó khăn, bởi bản mệnh thường xuyên chậm chân so với đối thủ, khiến các khoản lãi lời chẳng được như xưa, lượng khách hàng cũng có dấu hiệu sụt giảm. Thêm vào đó, bản mệnh còn dễ phải tốn tiền cho các hoạt động thuốc men, khám chữa bệnh, khiến khoản tiền vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, thậm chí rơi vào cảnh ảm đạm, vợ chồng chỉ quan tâm đến việc của mình, không quan tâm đến nhau, nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có và tìm cách hàn gắn, thì tương lai bản mệnh sẽ phải rất hối tiếc đấy. Và ngay bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp trong tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy rằng nhiều khó khăn, khúc mắc sẽ đến với người tuổi Mậu Thân trong tháng này, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại đến từ chính bản thân bạn. Do sao bệnh chiếu mệnh nên những người tuổi Mậu Thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có ý muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Sức khỏe suy giảm khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào nhiệm vụ, đầu óc thường xuyên lơ đãng, nghĩ đến những việc tiêu cực, bi quan. Vì thế mà bản mệnh dễ phạm phải những sai lầm không đáng có, khiến lãnh đạo không hài lòng. Bên cạnh đó, con giáp này lại thường thu mình vào thế giới riêng, không chịu chủ động hợp tác với người khác, khiến các công việc vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên rắc rối hơn. Nếu bản mệnh không nhanh chóng sửa được tính xấu này, thì sẽ rất khó chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, trong tháng 5 âm lịch này, bản mệnh vẫn nhận được ít nhiều tác động tích cực do cát tinh tả phù và nguyệt mã mang lại. Chỉ cần bạn lấy lại được tinh thần, chịu cố gắng làm việc và nghỉ các giải pháp để giải quyết vấn đề trước mắt, thì cơ hội bứt phá vẫn là rất cao. Bản mệnh càng chăm chỉ, chịu khó di chuyển, mạnh dạn thể hiện khả năng bao nhiêu, thì càng dễ đạt thành công bấy nhiêu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch. Bước sang tháng 5 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân khó có chuyển biến tích cực. Con giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay, phải vay mượn người khác. Thời điểm này, bản mệnh không mấy tập trung vào sự nghiệp của mình, mà thường xuyên lơ đãng, nên dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Thậm chí dù khi cơ hội xuất hiện trước bạn, thì bạn cũng vì quá thờ ơ hoặc tự ti mà để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Sao thiên cầu cũng khiến bản mệnh phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trên thị trường. Hãy cẩn thận trước các chiêu trò lừa đảo của đối phương. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, thì cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, chớ cả tin mà rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân nhận thấy rằng, tháng này sức khỏe của bản mệnh suy giảm, cũng khiến bản mệnh phải tốn thêm tiền khám chữa bệnh. Vì thế, hãy có cách chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời luôn giữ một khoảng dự phòng để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Muốn giảm bớt những tác hại mà hung tinh đem lại, tả phù và nguyệt mã khuyên bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và chú ý khi hành xử. Nếu bản mệnh không gây thù chuốc oán với người khác, lại luôn cố gắng vì mục tiêu của mình, thì sớm muộn gì bản mệnh cũng sẽ phát hiện thấy ánh sáng cuối đường hầm. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch. Bước sang tháng 5 âm lịch, con giáp tuổi Mậu Thân cũng phải đối diện với nhiều chuyện buồn trên phương diện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xa cách là một dấu hiệu đáng báo động mà bạn cần nhanh chóng tìm ra cách hóa giải ngay. Dù sống trong một nhà, nhưng dường như bạn và người ấy lại ngày càng thiếu quan tâm đến nhau hơn. Ai cũng chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến đối phương, nên các chủ đề nói chuyện ngày càng ít ỏi. Thậm chí có người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng, có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba có thể chen chân. Do đó,
nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có, thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay. Có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Người độc thân chịu quá nhiều vất vả và mệt mỏi trong cuộc sống, nên bản mệnh không còn muốn dành thời gian cho bất cứ người nào khác. Vì bạn đã khép cửa trái tim, nên dù có đối tượng chủ động đến làm quen, bạn cũng thường tìm cách từ chối ngay lập tức. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch. Theo tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân cho thấy, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, tình hình sức khỏe của con giáp này không được như trước. Bản mệnh thường xuyên đau yếu, kém ăn kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi, khiến cơ thể suy nhược toàn diện. Có thể bạn sẽ không mắc phải những bệnh quá nặng trong tháng này, song suy nghĩ bi quan khiến cho bạn luôn cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Bạn cần tìm ra động lực cho bản thân để thoát khỏi tình trạng này, chớ để bản thân chìm đắm trong những điều không nên. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, bạn nên lập tức khám chữa ngay chứ đừng cố gắng chịu đựng, kẻo bệnh tình ngày càng trở nặng. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách, thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém. Bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn, cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy, tuổi Mậu Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Mậu Thân nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc. Đó là những tuổi Mậu Thân, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão và Ất Tỵ. Đây là những tuổi hợp nhất với tuổi Mậu Thân. Quý nhân phù trợ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch 2024. Một người thầy hướng dẫn cố vấn ở môi trường học tập, giáo viên là một quý nhân rất quan trọng đối với tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch. Thầy cô không chỉ dạy cho bạn kiến thức, kỹ năng mà còn hướng dẫn định hình, suy nghĩ, đạo đức và hành vi của bạn. Việc thiết lập mối quan hệ thầy trò tốt đẹp sẽ có tác động rất tích cực đến sự trưởng thành và phát triển của bạn. Còn với người đã đi làm, những người cố vấn hướng dẫn công việc cho bạn sẽ là quý nhân của bạn trong tháng 5 âm lịch này. Hãy tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn từ đối phương. Những kiến thức đó sẽ rất hữu ích cho chặng đường phát triển trong tương lai của bạn. Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Và cha mẹ cũng chính là quý nhân của tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch. Bản mệnh nên tôn trọng ý kiến của cha mẹ, lắng nghe cẩn thận những gợi ý của họ và cố gắng hết sức để đáp ứng mong đợi của họ. Người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Mậu Thân, bản mệnh thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Những khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, dễ gặp sai sót, cũng vì cái tính bộp chộp của mình. Đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, hậu quả sau đó cũng khá nghiêm trọng. Vì những điều đó, tuổi Sửu sẽ là đối tác hay một người bạn tâm giao mà tuổi Mậu Thân rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Mậu Thân hạn chế được rất nhiều sai lầm không đáng có. Đối với những người cầm tinh con khỉ, chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch này, thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển rất suôn sẻ, tiền kiếm được rủng rỉnh. Khi có một người cộng sự như tuổi Sửu bên cạnh, bạn sẽ thấy dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, họ vẫn không bao giờ cúi đầu hay đầu hàng. Họ càng chiến đấu càng hăng, càng thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần kiên định để đạt tới thắng lợi cuối cùng. Tinh thần hăng hái tuyệt vời đó của những người tuổi Sửu sẽ truyền cảm hứng sang cho chính tuổi Mậu Thân, để cả hai cùng chạm tay tới thành công. Những người bạn tốt. Những người bạn tốt là một trong những người quan trọng nhất trong sự trưởng thành của một con người. Tình bạn và sự giúp đỡ mà tuổi Mậu Thân nhận được từ những người bạn tốt của mình trong tháng 5 âm lịch sẽ rất tốt cho quá trình phát triển của bạn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 5 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tuần 1 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp, dự báo trong tuần đầu tiên của tháng 5 âm lịch này, hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, báo hiệu đây sẽ là một tuần nhiều thách thức đối với người tuổi Mậu Thân. Một vài việc xảy ra không đúng như dự định ban đầu, khiến con giáp này bị bất ngờ, bị lúng túng, bản mệnh càng mất bình tĩnh,
sẽ càng đánh mất quyền kiểm soát vấn đề. Do đó, hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Có như vậy, bản mệnh mới có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Công việc thuận lợi vào đầu tuần, khi có sự tương trợ của ấn quan, càng về cuối tuần, vận trình càng có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân chơi xấu tìm cách hãm hại, nhằm đẩy bạn ra khỏi vị trí hiện tại hay đơn thuần là vì họ đố kỵ với tài năng của bạn. Nếu có việc quan trọng, nên tranh thủ tiến hành ngay từ đầu tuần. Phương diện tài lộc trong tuần này cũng không được lý tưởng. Do sự xuất hiện của đại hao hung tình, những người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này. Nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Tốt nhất hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn. Tuần này, những người tuổi Mậu Thân chỉ có một vài cơ hội giao lưu, ít tiếp xúc với người khác phái. Nhưng nếu muốn phát triển mối quan hệ đặc biệt, bạn cần chủ động hơn, chứ đừng phụ thuộc hoàn toàn vào duyên trời. Bạn có thể vụt mất cơ hội nếu cứ tiếp tục bị động như hiện tại. Tử vi tuần 2 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Mậu Thân có rất nhiều điểm phải thận trọng vì chuyện xấu tìm tới cửa liên tiếp dồn dập, còn vận may lại quá ít ỏi trong tuần này. Dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh, điểm báo tử vi cho thấy có kẻ cố tình làm hại và gây cản trở cho công việc của bạn. Bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình, lại thêm thương quan gây rối. Nếu không chỉnh chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng, sai sót, thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay. Đầu tuần là thời điểm con giáp tuổi Mậu Thân nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng, nhờ có thiên tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mậu Thân rất dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. Song vận thế xoay vần, càng về cuối tuần việc kiếm tiền càng khó khăn, bản mệnh nên cố gắng nhiều hơn để giữ được tài khí. Về chuyện tình cảm, gia đạo, có vẻ như mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đang có vài vấn đề khúc mắc. Dù không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là tình cảm thăng trầm bất định, nhưng cũng khiến tuổi Mậu Thân cảm thấy thiếu cảm giác an toàn và e sợ sẽ vụt mất hạnh phúc đang có trong tay. Căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên. Tử vi tuần 3, tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần của con giáp nhận thấy rằng, người tuổi Mậu Thân bị hung tinh Thái Tuế xung chiếu, nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước, khó khăn nhất là về công việc. Khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ, lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, khiến bản mệnh phải vất vả, lo lắng nhiều. Những ngày đầu tuần, người tuổi Mậu Thân sẽ phải đối mặt với tỷ kiên, nên bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Thay vì để ý những lời nói, nhận xét tiêu cực của ai đó về mình, thì bạn nên học cách lờ chúng đi để tập trung vào công việc, cải thiện cuộc sống của bản thân. Về mặt tình cảm gia đạo, con giáp này cũng có thể sẽ hơi buồn về chuyện tình cảm. Điều bản mệnh cần lưu ý đó là, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói những lời nặng nề gây tổn cho đối phương. Hay nói cách khác, bạn cần giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực khi tranh luận. Tử vi tuần này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những người tuổi Mậu Thân khó mà được suôn sẻ như ý muốn, chuyện kiếm tiền cũng trở nên khó khăn hơn hẳn. Trong khi đó, có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, con giáp này cảm thấy đau đầu, nhưng chưa thể tìm ra cách để cải thiện tình hình. Xem tử vi tuần 4 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Con giáp này bị hung tinh lấn át tuần này, người tuổi Mậu Thân khó mà đạt được những mong muốn của mình. Vận trình từ tình duyên cho đến công việc đều ít nhiều gặp khó khăn. Hơn nữa, bạch hổ hung tinh còn là điểm báo không lành về sức khỏe. Bản mệnh đi đâu cũng cần cẩn thận kẻo bị thương. Thiên quan cho thấy, tiểu nhân đang tìm cách phá hoại công việc cùng những thành quả mà bản mệnh đã giành được trong khoảng thời gian vừa rồi. Kẻ đó có thể làm việc xấu rồi tính đến chuyện gắp lửa bỏ tay người, vu oan giá họa cho bạn. Người làm chủ, kinh doanh buôn bán sẽ có một tuần làm việc vất vả nhưng thu về không được bao nhiêu. Bản mệnh nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra do ảnh hưởng của kiếp tài. Tốt nhất là đừng liều lĩnh đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm hoặc những lĩnh vực mới mẻ. Khi chưa nắm rõ thông tin thì nên đặt an toàn là trên hết, kẻo mất khoản tiền lớn thì hối không kịp. Vợ chồng cũng khó tránh lúc mâu thuẫn vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chuyện con cái, sức khỏe. Nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đáng lo ngại. Chỉ cần hai bên luôn trao đổi thẳng thắn, cùng ngồi lại tìm cách tháo gỡ,
thì khúc mắc nào cũng được giải quyết ổn thỏa. Quý khán giả thân mến, chúng ta luôn sợ bị ai đó chỉ ra khuyết điểm của chính mình. Đó là lý do rất nhiều người tìm cách ngụy tạo rằng mình hoàn hảo, rằng cuộc sống của mình lúc nào cũng lung linh. Cứ thế, họ luôn trốn tránh, không chịu đối diện với vấn đề của mình. Trong tâm mình luôn có nỗi bất an, lo lắng không được gọi tên. Từ khi mới lọt lòng, ta đã quen với việc cần những lời khen của bố mẹ, của những người xung quanh, để biết ta nên tiếp tục làm điều gì đó. Bố mẹ thường xuyên rót vào tay ta những lời như: con ăn giỏi lắm, con nói giỏi, quá con hát hay lắm, con của mẹ giỏi nhất, để làm ta được vui. Thế nên đã từ lâu chúng ta có thể thản nhiên hưởng thụ sự khen ngợi, nhưng lại không thể bình tĩnh chấp nhận những lời lẽ phê bình. Chỉ cần ai đó nói về yếu điểm của mình là ta có thể nổi nóng, tức giận và phản kháng dữ dội. Sự thật là càng che đậy, càng trốn tránh thì đó lại càng trở thành điểm yếu của con người. Và chính vì nó mà có đôi lúc một câu chất vấn đơn giản cũng có thể xé rách tất cả vẻ ngụy trang của chúng ta. Bao lâu nay, cái tôi thường được những người yêu quý ta vuốt ve, nuôi dưỡng cho nó càng lớn lên. Vì thế ta sợ bản thân bị coi thường chỉ vì một câu chê của ai đó là có thể cảm thấy bị tổn thương, buồn bã vô cùng. Suy nghĩ về những điểm yếu của bản thân có thể khiến chúng ta cảm thấy trở nên yếu đuối. Thế nên ta không biết một sự thật có vẻ nghịch lý rằng khi dám thừa nhận khuyết điểm của chính mình mới là cách để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Một người chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm yếu của bản thân thì lúc nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất động lực để thay đổi. Cũng có những người chẳng biết rõ mình thiếu sót ở đâu, nhưng luôn tin rằng mình có rất nhiều điểm yếu, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là cuộc sống không hoàn hảo và mỗi chúng ta cũng không ai hoàn hảo, không ai có thành công dọn sẵn, vì ai cũng có khuyết điểm, nên chúng ta mới phải nỗ lực mỗi ngày để tự hoàn thiện mình. Ai cũng cần có thời gian để đạt được những điều mình muốn và để làm được. Bạn phải hiểu rõ bản thân mình và tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng, bao gồm cả những yếu điểm. Mặc dù những khuyết điểm không phải là xấu, nhưng quá tập trung vào chúng mà không tìm cách khắc phục sẽ chỉ khiến bạn thụt lùi mà thôi. Thay vì sợ hãi, trốn tránh, điều quan trọng là bạn phải biết cách hiểu và chấp nhận chúng đã. Chúng làm động lực để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện cuộc sống về khuyết điểm nhắc nhở chúng ta rằng hiểu và chấp nhận điểm yếu của mình đó có thể là cách tốt nhất để bạn bắt đầu cải thiện bản thân. Không ai khác là chính chúng ta vì quá sợ hãi, không thừa nhận khuyết điểm của mình, nên tự kìm hãm bản thân theo đuổi các giấc mơ và hoài bão. Việc bản thân tập trung vào những thế mạnh của mình, đầu tư để cải thiện, phát huy chúng là điều nên làm. Thế nhưng đừng vì thế mà lại bỏ, quên những khuyết điểm của bản thân vẫn đang cần khắc phục. Việc cải thiện điểm yếu khó, nhưng cần thời gian và cần cả sự kiên nhẫn của mỗi cá nhân. Nhưng trước tiên phải nhận thức được rằng, biết được những khuyết điểm của bản thân cũng quan trọng và đáng quý như ưu điểm vậy. Tìm thấy điểm yếu của mình và tìm cách cải thiện chúng có thể đem lại cho bạn sức mạnh thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn có thể giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng hơn, và bạn cũng sẽ nhận ra rằng mặc dù khó khăn thế nào thì vẫn sẽ có cách để thành công. Cải thiện những yếu điểm còn giúp bạn vượt ra khỏi vùng an toàn để làm những điều chưa bao giờ dám nghĩ. Bạn có thể tiến xa hơn trong cuộc sống khi được tiếp cận với những kiến thức mới, học hỏi từ những con người mới. Mọi thứ xung quanh bạn vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn, tuyệt vời hơn là cứ coi do sợ hãi ai đó phát hiện ra điểm yếu của mình. Đừng tự khiến bản thân trở nên yếu đuối bằng cách buông xuôi những điểm yếu của mình. Hãy khiến chính mình mạnh mẽ hơn bằng cách chinh phục chúng sau này. Khi nói cho mọi người về cách bạn đã chiến thắng chúng như thế nào, hẳn bạn sẽ cảm thấy tự hào lắm đấy. Nếu bạn đã quyết định đây là lúc phải thay đổi, thì hãy hỏi những người xung quanh về điểm yếu nào của bạn đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Đây là cách tốt nhất để cải thiện bản thân và làm cho những người xung quanh bạn cũng được hạnh phúc. Đây có thể chỉ là những bước khởi động tưởng là không có ích gì, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo tiền đề cho những bước tiến lớn hơn để thay đổi cuộc sống tương lai. Khi bạn tập trung vào cải thiện những điểm yếu đó một cách có chủ đích, bạn sẽ thấy tâm trạng tốt hơn nhiều và không còn gì có thể khiến bạn buồn phiền hơn nữa. Thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích lần sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.